Nào, câu số 51 là các bạn làm nào. Câu số 51 nào. I did not my best suit. Chờ anh chút nhé. Lấy tài liệu đọc cho dễ. Rồi 51 nào. I did not my best suit at the party last night. Everyone else was very casually dressed. Rồi. Thì trong câu này thì không biết là các bạn sẽ chọn đáp án gì đấy ạ. Câu số 51 là các bạn sẽ chọn đáp án gì? Câu số 51 à. Thứ nhất là needn't wear, mustn't wear, needn't have one hay là mustn't have one. Thì trong câu này các bạn chú ý là nó đang ở thì gì đây? Nó đang ở cái thì này đúng không nhỉ? Đây đây. Nó đang ở quá khứ thì chắc chắn là hai thằng này vứt rồi, đúng không ạ? Hai thằng này vứt rồi. Thì còn thằng C và thằng D nữa. Đúng chưa nào? Còn thằng C và thằng D thì cách dùng như thế nào? Thứ nhất là với cái thằng D này. Oh no. Thứ nhất là cái thằng mustn't have one. Must cộng have cộng với phần thứ hai, đúng không ạ? Tức là chỉ cái suy nghĩ của chủ ngữ về quá khứ mà chủ ngữ chắc chắn, đúng chưa? Must là chắc chắn. Đấy. Còn need have với phần thứ hai. Need have phần thứ hai tức là gì? Chủ ngữ cần làm gì trong quá khứ nhưng lại không làm. Đấy chưa? Chủ ngữ cần làm gì trong quá khứ nhưng lại không làm. Thì ở đây chẳng là phủ định thôi, tức là chủ ngữ không 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 cần làm gì trong quá khứ. Đấy chưa? Tức là nó hơi trái ngược so với cái thực tế. Đấy. Thì trong câu này chúng ta có đáp án C và D và cái đáp nào phù hợp nhất ạ? Chắc chắn là đáp án C đúng không ạ? Bởi vì đã dịch nghĩa ra thì nó mới chính xác được. Tức là tôi không cần phải mặc cái bộ đồ ngon nghẻ ở bữa tiệc tối hôm qua. Mọi người thì vẫn là mặc rất là bình thường thôi, đúng chưa? Đấy, thì thực tế là tôi đã mặc cái bộ rất là ngon, đúng chưa? Bây giờ mình nói lại là tôi không không cần phải mặc bộ ngon nghẻ như vậy, hiểu chưa? Còn mustn't ở đây nó đúng một chút, tuy nhiên nó không phù hợp với nghĩa đây. Đấy, tức là nó phải chỉ cái suy nghĩ của chủ ngữ về một sự việc trong quá khứ mà chủ ngữ chắc chắn. Các mọi người chú ý nhé. Được chưa nào? Rồi câu số 52. Câu số 52 nào. That was that she couldn't not say anything. Nào, câu số 52 các bạn sẽ chọn gì đây? Thứ nhất là upset was she. Hai là however upset was she. Ba là so upset was she. Cái này thừa that. Đấy. Còn đây là so upset she was. Thì trong câu này rõ ràng ta nhận ra đây là kiến thức về đảo ngữ đúng không ạ? Đảo ngữ đối dạng sâu chấm chấm z, đúng chưa? Thì trong các đoạn A và B thì chúng ta đã lại rồi, đúng chưa? Bởi vì đây là chúng ta thấy z đấy, thấy chưa? Đấy, thì trong con này thì còn thằng C và thằng D. Thì chúng ta theo khi chúng ta học ấy thì đảo ngữ chắc chắn là phải gì? Đảo thằng B lên rồi. Thì vậy đáp án rất là thằng C, đúng không ạ? So upset was she. Cô ta bực mình, rất là bực mình. Đến lúc mà cô ta không thể nói cái gì nữa. Được chưa? Thì ở đây anh cho luôn cái cấu trúc như thế nào. Các bạn ghi cấu trúc nếu bạn nào chưa biết nhé. Nếu bạn nào chưa biết này thì các bạn ghi lại cấu trúc giúp anh. So cộng với adjective, được chưa? Xong rồi cộng với gì nhỉ? Be. Đấy. Và cộng với chủ ngữ, cộng với that. Đó chính là cái trường hợp của cái thằng này. Nha, nó chính là trường hợp thằng này. Còn nếu mà đối với động từ thì sao? Đối với từ thì sao? Thì chúng ta đơn giản thôi, so cộng gì? Adverb. Nó phải bổ ngữ cho, bổ nghĩa cho động từ chứ đúng không? Cộng với nhỉ? Trợ động từ. Bởi vì đảo ngữ chúng ta phải đảo cái trợ động từ lên, đúng chưa? Đấy, sẽ cộng với chủ ngữ, xong cộng với that. Đằng sau là một clause, một mệnh đề, đúng không? Đúng chưa? Thì bây giờ anh cho luôn cái thằng such. Thằng such thì sao? Ở đây. Còn thằng such. Such thì nó chỉ có một cái cấu trúc đảo ngữ là such cộng be cộng danh từ, được chưa? Đấy, cộng xong cộng that, thế là xong. Thằng such chỉ dễ thôi, such be cộng danh từ cộng that, xong cộng một cái clause, ok nha. Đơn giản đúng không ạ? Thì chúng ta chỉ việc lắp ghép cái cấu trúc vào thôi là xong. Đấy, thì trong cái thằng tam c này thì nó thuộc cấu trúc này,
Ok. Rồi câu số 52 xong là C. Câu số 53 nè. 53 các bạn chọn là gì đây? Who did you invite to dinner last night? No one, other than Frank and his family. Nghĩa là another, the others. Câu này thì nó không liên quan tới cái kiến thức other cụm danh từ hay là others hay là the others cả. Nó liên quan tới một cái cấu trúc thôi các bạn. Thì trong câu 3, 53 này các bạn sẽ chọn đáp án nào đây? Các bạn nào biết cái cấu trúc không ạ? Các bạn nào biết không? 53 nè. 53 thì hiện tại là các bạn đang chọn đáp án C đúng không? 53 đều chọn C rồi nè. Rồi ok thì ta có cái cấu trúc như sau. Other than đúng không? Thì nó bằng với gì? Except for. Đấy. Và sẽ bằng với gì nhỉ? Bằng apart from đúng không? Apart from. Đây để chỗ này gì ghế. Nghĩa là gì? Ngoại trừ. Nha. Bạn nào chưa biết thì tốt nhất là ghi vào vì cái những cái kiến thức này nó rất là cho dù là nó khá nâng cao nhưng mà nó lại rất là phổ biến. Được chưa? Đấy. Hoặc là chúng ta cũng có thể bằng gì nhỉ? Bằng but ngoại trừ. Được chưa? Ok. Xong nha, đáp án C. Câu số 54 nào. Câu 54 thì gọi là trúng tủ luôn bởi vì bạn nào mà xem cái livestream về phrasal verb dính luôn rồi. Đúng không? Cái livestream về phrasal verb thì chắc chắn bạn đã trúng tủ rồi. The man who lives opposite us sometimes comes for a cup of coffee. Thì trong câu số 54 chúng ta sẽ chọn gì đấy ạ? Thứ nhất là come over, come off, come on hay là come to. Bây giờ anh cho nghĩ nhé. Come over. Các bạn ghi nhé. Nếu bạn nào mà đang đây là lần đầu tiên xem livestream của anh thì các bạn nên ghi. Bởi vì anh thì rất là hay cho một cái cấu trúc. Đấy, rất rất thích học cấu trúc nên là cũng có khá khá cái cấu trúc để cho các bạn trang bị cho các bạn nhé. Thì ta có come over. Come over nó sẽ bằng xem nghĩa nhá, nó sẽ sắp xỉ cái nghĩa thằng call by được chưa, và nó cũng sẽ sắp xỉ cái nghĩa visit someone và cũng sẽ sắp xỉ cái nghĩa drop in hoặc là drop by được chưa đó, tức là thăm viếng ai đó. Tí nữa các bạn cũng sẽ gặp một cái cụm đó là gọi là ghé qua tạt qua được chưa? Thăm viếng hay là ghé qua cũng được. Ok chưa? Ok. Thì các bạn, những các bạn nào đang xem cái livestream này, nếu bạn là người đầu tiên, lần đầu tiên xem, tốt nhất các bạn nên share cái video này về mà xem lại. Đây là anh khuyên như vậy. Các bạn có thể lựa chọn mà. Được chưa? Thì trong câu số A nó là come over, nó là thăm viếng nha. Còn đơn B thì sao? Come off. Come off đây nó có một nghĩa hơi phổ biến thôi. Nó là complete, tức là hoàn thành. Được chưa? Come off. Nó bằng với complete, hoàn thành. Được chưa? Come on, come on. Các bạn nghe thấy quen quen không ạ? Come on man. Được chưa? Cố lên nào, chàng trai. Được chưa? Come to thì cũng không nói rồi. Được chưa? Vậy thì trong câu này, câu 54 đáp án có mỗi đáp án A là chính xác nhất. Đúng không ạ? Tức là cái thằng thằng cha mà sống đối diện nhà tao thì thỉnh thoảng có ghé qua làm vài vài tách cà phê. Đúng không? Rồi, câu số 54 đáp án A. Các bạn hầu hết là biết rồi. Rồi câu số 55 nào. I have three brothers that are businessmen. Nào, tao có ba thằng anh em đúng không? Tao có ba thằng anh em. Đấy, tất cả thì đều là cái gì đó. Nào, họ như thế nào đó đều là gì doanh nhân đúng không? Thì đây nó là kiến thức, các bạn nhìn ra kiến thức đây là kiến thức về gì nhỉ? À, kiến thức về mệnh đề quan hệ. Đúng chưa? Mình đi quan hệ rồi. Thì trong câu này mình đang loại đáp án gì? Loại ngay đáp án A that old rằng không bao giờ kiểu như này đúng không? B cũng loại who they all cũng không đúng. Được chưa? Who thì nó thay cho they rồi còn who lại còn they nữa thì sai đúng không? Đáp án D cũng sai, who all rằng nhá, tiền C thì còn có đáp án C là chính xác. All rằng all of whom.
tất cả những người này đều là gì nhỉ, doanh nhân đúng không ạ? Thì trong câu số 55 thì các bạn đều làm đã đúng rồi nhá. Có bạn Thu Hiền là đáp án A là sai nhá. Nhé bạn nhá. Chúng ta không thể nói là that all of them được. Được chưa? Hơn nữa đây có dấu phẩy này này thì càng có một minh chứng là không thể sử dụng that được. Hiền chú ý nhá. Rồi câu số 56. Rồi đây là kiến thức về đảo ngữ. Đảo ngữ về rằng sâu ra và sao ra đây thì bây giờ câu số 56 này thì không biết có bạn nào bị nhầm không. Nếu mà bạn không nhầm ấy, nếu bạn không nhầm ấy thì câu 56 nhìn phát ra luôn. Tao không cần biết là cấu trúc nó như nào, nhưng ta chỉ biết một cái dữ kiện rất là bé thôi, tao đã tìm ra luôn đó bạn. Nếu bạn nào tinh gì thì tìm ra luôn đó bạn nhá. Đấy, nếu mà không tinh thì thôi lại phải làm lại từ đầu. Được chưa? Thì bây giờ các bạn chú ý, anh sẽ cho một cái dữ kiện, đó là các bạn chú ý nhé, cái where giờ thôi. Bây giờ anh quay lại đây, anh lấy lại cái cấu trúc này. Được chưa? Anh lấy lại cấu trúc này và anh lắp vào đây để cho các bạn nhìn rõ hơn nhá. Rồi nào, thứ nhất là show adjective cộng be cộng danh từ, phải phải có này mà. Rồi đúng rồi, đúng rồi. À không, đây không phải, đây là cấu trúc khác rồi, sorry. Bây giờ anh cho cấu trúc khác nhá. Nào, ta có it cộng với be cộng với such, được chưa? Cộng với such, được chưa? Cộng với nào, hoặc là an này. Đấy, cộng với adjective cộng với danh từ, xong rồi that. Đấy. Cái cấu trúc thứ hai đó là it cộng với be cộng với so cộng với adjective, được chưa? Cộng với hoặc là an. À, cộng với danh từ thôi, không phải an. Danh từ nói chung, xong rồi cộng that luôn. Đấy. Thì trong trường hợp này thì tại sao đáp án ở đây nó lại là đáp án B mà không phải là đáp án A? Nếu mà các bạn lắp ghép cái cấu trúc này, đúng không? Có phải cấu trúc này không? Đúng rồi, đúng không? Cấu trúc này. Đúng không? Lên đây. Thì nghe có phải là cũng ok đúng không? Không có gì sai. Tuy nhiên, các bạn chú ý là cái where nó là danh từ không đếm được, đúng không ạ? Không đếm được thì làm sao mà lại có một cái mảng từ ân ở vào đây nữa, thấy chưa? Đấy chính là cái dữ kiện mà anh bảo là các bạn nếu bạn nào tinh ra thì nhìn phát thấy luôn đáp án ở đáp án B là chính xác nhất, thấy chưa? Đấy thì nó cũng sẽ phù hợp với cấu trúc này. Nào, it đây, thấy chưa? Was, be đây, such đây. Ân có hoặc không phải phụ thuộc vào cái thằng này, phải phụ thuộc vào cái thằng danh từ này. Nếu nó đếm được thì nó mới có ân, không đếm được thì làm gì mà có ân. Đấy thì bây giờ where giờ nó không đếm được thì nó bỏ cái trường hợp này nhá. Nó còn adjective đây, adjective đây, nice đây, và cộng danh từ thì danh từ đây, where giờ đây, xong cộng that đây, that đây, đúng chưa? Ok, câu số 56 đáp án là B. 57 là giao tiếp à? What are you going to buy in this store? Mày sẽ mua gì trong cái cửa hàng này, đúng không? Câu số 57 của bạn chọn gì ạ? Nothing. That I want is too much expensive. Thì ta có câu cái đáp án dưới là that I này, what I này, that what I này, hay là what do I. Thì rõ ràng chúng ta nhìn đây nó là một kiến thức về gì, mệnh đề danh ngữ đúng không ạ? Mệnh đề danh ngữ tức là cái dạng mà có WH question, được chưa? Xong rồi cộng với một clause, xong rồi cộng verb, và verb này chú ý là ở số ít. Đúng chưa? Đấy. Thì trong câu này thì chúng ta chỉ có một WH question đi liền với nhau thôi, thì chắc chắn là cái chỗ đoạn này là sai rồi, sai rồi nha, C sai này và D cũng sai. Chúng ta không không có trường hợp đảo ngữ ở đây, chỉ còn A và B, được chưa? Đấy, cái A và B này có một đáp án đúng thì không biết là các bạn sẽ đặt ra nào, nào nào các bạn comment đáp án nào. Câu số 57 thì ta có câu này, chúng ta phải dịch nghĩa mới ra được. Được chưa? What dành cho cái gọi là làm cái việc gì đó,
hoặc là nói cái gì đó, được chưa? Đấy, đây người ta dịch là gì? Điều mà tao muốn, cái mà tao muốn, đúng không? Chính xác là cái mà tao muốn thì quá là đắt, too much expensive. Đó thì là án B, được chưa? Đấy, còn that thì nó chỉ nói về cái sự vật sự việc thôi, còn what tức là cái điều gì đó, được chưa? Rồi câu số 58. Bởi vì cái phần livestream này nó có khá nhiều cấu trúc hay, các bạn chú ý là share về mà xem lại. Anh khuyên là như vậy. Được chưa? Câu số 58. There's no not fixing that toy. He'll just break it again. Trong này thì rõ ràng các bạn phải biết cấu trúc các bạn mới làm được. Còn nếu mà các bạn không biết ý, thì sorry. I'm so sorry. Rất xin lỗi là những bạn nào mà không biết cấu trúc sẽ không bao giờ làm được câu này. Nha. Thì trong câu này các bạn có ai biết cấu trúc không ạ? Thì trong câu này anh cho nghe nha, bây giờ cho nghe trước này. Thì sau đó thì anh sẽ cho nghe xong các bạn cho đáp án nha. Thì thứ nhất là point. Point thì ta có cấu trúc là there is no point in cộng với bên. Đấy, tức là gì nhỉ? Gọi là không đáng. Đúng không? Không đáng để làm gì đó. Đấy, không đáng để làm gì đó. Được chưa? Không đáng để làm gì. Được chưa? Rồi, còn worse thì nó có chút như sau. Is, được chưa? Not, có not hoặc không nhá. Worse cộng verb in. Được chưa? Tức là cũng là không đáng, đáng hoặc là không đáng để làm gì. Đấy. Còn good thì sao? À thôi, nói harm đi. Harm chúng ta cũng có một cái cấu trúc đó là there is no harm in verb in. Đấy, nó tương tự với thằng point luôn. Được chưa? Nó cũng chẳng khác gì thằng point, tức là không có ý hại khi làm gì. Được chưa? Không có ý hại khi làm gì. Còn good thì sao? Good thì có một cái cấu trúc đó là it is, được chưa? It is no good hoặc là use nhé, cộng với verb in. Đó, thì nó nghĩa là vô ích khi làm gì. Rõ ràng là trong cái câu này A với cả D nó có nghĩa gần như nhau, đúng không ạ? Tuy nhiên thì cái cấu trúc chính xác nhất nó phải là bản A. Nhá, 58 ta có đáp án. There is no point fixing that toy. Được chưa? Thật là không đáng. Không đáng để mà sửa cái đồ chơi đó. Được chưa? Ok. Các bạn ghi lại nhé. Bạn nào chưa biết, nhớ nhanh ghi lại. Câu 59 nào. It is important that he talk to Dr. Parker immediately. Câu 59 ta sẽ chọn gì đó? 59 này thì nó cũng là liên quan tới bàng thái cách. Các bạn nào, các bạn có nghe cái mảng ngữ pháp bàng thái cách không? Có nghe bao giờ chưa? Tức là nó có cái cấu trúc là thôi, cái này thì anh nghĩ là các bạn nên tự tìm hiểu, nó sẽ tốt hơn. Còn bây giờ anh nói thì nó cũng hơi nhiều ấy, anh nói không đủ được nha. Thì trong câu này ta có gì? It is important hoặc là gì nhỉ? Essential hoặc là gì? Necessary. Ui giời. Necessary that thì cộng với gì nhỉ? Một mệnh đề, và mệnh đề này verb nó phải là gì? Verb giữ nguyên. Cho dù là chủ ngữ nó như thế nào thì verb nó vẫn phải giữ nguyên nha. Ok. Vậy thì trong câu này verb giữ nguyên đây là gì ạ? À, có mỗi thằng speak nha, speak. Đó. Nhưng mà nếu có trường hợp nhá, có trường hợp đoạn C nó là như thế này. Nó là như thế này. Đó, nó là như thế này thì các bạn cũng cứ duyệt luôn thằng này luôn cho anh. Nha, bởi vì chẳng qua ấy, cái speak này này nó rút gọn từ cái thằng should speak. Được chưa? Chẳng qua là rút gọn thôi. Chứ thực ra thì nó chính xác ra nó phải là should speak. Nhưng bây giờ nó được rút gọn thì nó chỉ còn là speak nha. Đó là kiến thức về bàng thái cách. Ok, câu số 60 nào.
Câu cụm động từ đúng không ạ? I was just walking along the street when I saw someone I hadn't seen for years. Đang đi bộ phố thì tao đã như thế nào đó, một ai đó mà tao đã chưa gặp nhiều năm rồi, đúng không? Thì trong câu 66 à 60 ta sẽ chọn gì đã? Come across là gì nhỉ? Đi ngang qua đúng không ạ? Come across, đi ngang qua này. Come over nó nghĩa là gì nhỉ? À vừa nãy ta nói rồi, come over nó là gì? Viếng thăm đúng không ạ? À đây, các bạn chú ý giúp anh này. Come by. Come by đây nó có nghĩa là ghé qua. Đấy, thì nó cũng tầm xem với cái thằng come over. Đúng chưa? Tức là mình tạt qua thôi chứ không hẳn là mình đi 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 đến để thăm cả. Mình chỉ là mình ghé qua nhà ai đó, giả sử đi đi đường ấy mình tiện mình ghé qua. Đấy, thì mình nói là come by nhá. Còn come off thì vừa nãy anh nói rồi, nó là complete. Được chưa? Vậy thì có đáp án là A, come across. Được chưa? Rồi. Đi ngang qua ai nhá. Tình cờ này. Tình cờ gặp ai cô câu 61 nào. Các bạn chọn cho anh câu 61. Câu 61 đi ạ. Câu 61 ta có gì? Which of the two boys is granted a scholarship? No, 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 of them is. Rồi. Oh, hình như mạng lag hay sao mà các bạn đang đang bị ít người xem rồi. Câu 61 ta chưa chọn gì đấy ạ? Câu 61 nè. Câu 61 thì sẽ có bạn bị chọn có sai đấy. Anh nghĩ là như vậy. Được chưa? Trong số hai thanh niên đúng không? Thì thanh niên nào sẽ được gì nhỉ? Được tài trợ học bổng, được chưa? Thì ta có chú ý, các bạn chú ý đây. Đây là động từ is nha. Thì rõ ràng là đáp án A và đáp án D loại luôn nha. A với D loại này. A D loại này. Đấy, còn B và C thì thằng nào đúng? Thằng nào đúng? Thì bây giờ anh cho cái phân biệt như này. Thực ra ấy, nó trong cái câu này là hơi bị dở. Bởi vì sao? Bởi vì none of. Được chưa? None of thì sẽ cộng với danh từ số nhiều và verb của nó có thể là số ít hoặc số nhiều, bạn nói chưa? Đấy thì nó hơi dở chỗ này, được chưa? Đấy, nó hơi dở một chỗ này. Tuy nhiên thì cái thằng neither thì nó lại chính xác hơn. Thằng neither nó lại chính xác hơn. Bởi vì sao? Ta có cái cấu trúc là neither of, được chưa? Thì cái neither of nó chỉ đi với cái đại từ you, us hoặc là them mà thôi. Và chú ý nhé, neither cái cấu trúc này nó chỉ đi với you, us hoặc them mà thôi. Thì trong câu này nó đi chính xác như vậy, đúng chưa? Thấy them đây chưa? Đó, và động từ nó thì cũng là số ít thôi, cộng verb số ít. Được chưa? Thì chính xác nhất thì trong câu này đã là C là chính xác nhất. Nha. Cho dù là đáp án B nó vẫn có thể đi với số ít. Số nhiều là dành cho cái trường hợp mà nó informal nha, nó informal. Tuy nhiên đây là C là chính xác tuyệt đối, được chưa? Đàn B thì vẫn gây tranh cãi nha. Rồi câu số 62, câu số 62 đi. Các bạn comment đáp án nào. I cannot stay up late at night. I prefer the early. Câu này thì chúng ta liên quan tới cụm từ. Thì trước khi anh cho vào đáp án thì các bạn chú ý một điều, nó rất là nhỏ thôi nhưng các bạn có thể là sẽ không biết. Các bạn thấy là cannot nó viết liền đúng không ạ? Đúng chưa? Đấy, các bạn chú ý là khi mà cái phủ định của can bắt buộc phải viết liền như này chứ không được viết như thế này đâu nhá. Nhá, không được viết như này, các bạn chú ý giúp anh. Đấy, khi mà các bạn giả sử viết luận chẳng hạn nhưng mà nói cannot
các bạn phải viết như thế này chứ không được viết tách ra. Đấy. Hỏi tại sao thì anh cũng chẳng biết, bởi vì người Anh người ta làm như thế anh cũng không biết nữa. Rồi câu số 2 thì ta có nhỉ, I prefer the dot only. Đấy, tao không thể thức đêm, được chưa? Tao thích gì nhỉ? À, thích đi ngủ sớm. Thì trong câu này cấu trúc là gì đã? Turn on biết rồi, turn up là xuất hiện đúng không? Turn in nó bằng gì? Go to bed, được chưa? Turn out các bạn cũng sẽ biết rồi. Thì bây giờ ta có đáp án là C nha. Turn in bằng với go to bed tức là đi ngủ nha. Ok. Rồi câu số 63. 63 này thì liên quan tới thì đúng không ạ? She is so absent-minded. She dropped out her cell phone 3 times. Cô ta thì rất là đáng trì đúng không ạ? Cô ta như nào đó ta có động từ là lost, cho cô ta đánh mất chiếc điện thoại của ta 3 lần. Đấy. Thì trong câu số này thì ta sẽ chọn đáp án gì đó? Câu 63 đấy, các bạn comment cho anh đáp án nhé. Và các bạn cũng chú ý là những bạn nào mà đây là đầu tiên livestream thì anh cũng suggest, anh cũng recommend là các bạn nên vào cái phần livestream của anh để xem cái phần chữa những cái bài tập trước đó nhé. Thì hầu như là liên quan tới cụm, bởi vì anh rất là thích dạy cụm, hiểu chưa? Bởi vì là thi thì nó sẽ đánh mạnh phần cụm với cả từ vựng mà, nên anh thích cái dạy phần đó hơn. Thì trong câu số 3 ta có gì đã? Cô ta rất là ấn trí, cô ta đã mất gì nhỉ? Chiếc điện thoại 3 lần rồi. Thì bây giờ chúng ta cứ thử tư duy là tính tới hiện tại cô ta đã mất, đúng chưa? Đã mất chiếc điện thoại di động 3 lần rồi, đúng chưa? Thì nó rất là phù hợp với cái cách dùng của thi hiện tại hoàn thành. Có thi hiện tại hoàn thành, các bạn có nhớ cái cách dùng đó là tính tới hiện tại chủ ngữ đã làm được cái gì đó, đúng chưa? Thì bây giờ mình cứ tư duy như này thôi. Tính hiện tại thì nó đã mất điện thoại 3 lần rồi, đúng chưa? Thì rõ ràng trong câu này đáp án là C. Và nó cũng chẳng có một cái dấu hiệu nào để mà chúng ta sử dụng những cái đáp án còn lại, đúng chưa? Đó. Rồi câu 64. He always did well at school despite that his early education disrupted by illness. Câu số 64 chúng ta sẽ chọn gì đây? Anh ấy thì học rất là tốt ở trường đúng không? Cho dù là cái sự giáo dục ban đầu sơ khai của anh ta thì bị phá vỡ, được chưa? Phá vỡ do bị ốm. Câu 64 nè. Câu 64 các bạn chọn là gì đấy? Các bạn comment giúp anh nào. Nguyễn Nữ Hoàng Ân, anh cho rất là nhiều cụm rồi. Hôm trước anh có livestream về chuyên đề phrasal verbs and idioms rồi. Đấy, có khoảng ít nhất phải ngót khoảng trăm cụm đấy. Mà toàn cụm phổ biến thôi các. Trong câu 64 thì chúng ta có đáp án gì đây? À, 64 này thì cũng dễ đúng không ạ? Ta có have something cộng với gì? Verb phần thứ hai. Have something verb phần thứ hai. Đúng chưa? Đó. Thì thực ra trong cái câu này, trong cái câu này thì nó là cái đề của nó là của năm 2014, không nhầm 2014. Đấy, thì cái despite này nó bị khuất nè. Đấy, nhưng mà có cái thằng having đây. Nó lại có having đây này. Được chưa? Đấy, tức là nó bị khuất cái thằng despite. Nhưng bây giờ bị biến lại thành là có thằng despite. Được chưa? Đấy, và giờ mất khuất mất thằng having. Thì ta có having something, have something phần thứ hai. Được chưa? Rồi câu số 65. Câu số 65 nè. Tom has never been married, but he talks as if he does not there himself. Tom thì như thế nào các bạn? Tom thì như nào nhỉ? Tom thì chưa từng tới married nhưng mà anh ta nói cứ như thể là anh ta đến đấy rồi, đúng không? Cứ như thể là anh ta đến rồi. Thì ta có as if. As if nó sẽ bằng với, à tôi ghi luôn nhé, as if hoặc as though.
chưa? Nó sẽ cộng với cross phải lùi thì. Đấy, tức là hiện tại sẽ lùi về quá khứ. Quá khứ thì lùi về quá khứ hoàn thành. Được chưa? Đấy. Rồi, thế trong câu số 65 các bạn sẽ chọn đáp án gì đấy ạ? Có thể cái đường truyền nó hơi kém nên là các bạn cố gắng giữ bình tĩnh nhé, bởi vì anh dùng wifi nhưng không, cái wifi nó cũng hơi kém một chút, các bạn thông cảm một chút nha. Câu số 65 cho chọn gì đấy ạ? 65 nè, tôi chưa từng tới Merit, thì cái việc chưa từng tới Merit nó là hiện tại đây đúng không ạ? Hiện tại hoàn thành này. Đấy. Đấy. Anh ta nói cứ như thế. Đấy, thì anh đã nói là có một cái cộng với một mệnh đề, tức là mệnh đề đây này, đây chính là mệnh đề này, được chưa? Nhưng mệnh đề này phải lùi thì, đấy, phải lùi thì thực tế là gì? Thực tế là anh ta chưa từng, như bây giờ mình giả định lại thôi, đấy. Thì có đáp án B và đáp án C nó đang ở quá khứ đây, đúng chưa? B và C đang ở quá khứ. Thì trong câu này, câu sau câu 65 này, thì các bạn sẽ chọn đáp án gì? B hay là C? Thì bình thường là chúng ta he số ít đúng không ạ? Thì nó sẽ chọn là was đúng không? Nhưng mà trong câu giả định ấy thì cái b nó ở số nhiều. Có đôi khi nó ở số ít ấy. Tuy nhiên thì bởi vì là cái công thức của nó là b thì mình để số nhiều là chắc chắn nhất, thì đừng có giải mà để số ít đi. Được không? Thì trong câu này nó sẽ để số nhiều nhá, các bạn chú ý nhá. Đôi khi nó vẫn có để số ít nhưng mà mình đừng giải mình để thế. Mình cứ theo công thức mà mình làm thôi, đừng có chơi trội mà làm gì mình tự giết mình đấy, được chưa? Thì câu số 65 này là đáp án C, bởi vì khi mà giả định thì cái B phải ở số nhiều. Ok, câu 66 nè. Come on, I finished my homework 3 days dot of the deadline. Tao hoàn thành công việc 3 ngày như thế nào đó, cái thời hạn đúng không? Thứ nhất là advance, hay là prior, ba là ahead, tức là before. Thì trong câu số 66 này các bạn sẽ chọn gì đây? Số 66 này các bạn cũng phải biết được cái cấu trúc các bạn mới làm được, đúng không nào? Đây là một cái cụm rồi, cái cụm này thì nó chỉ đi với nhau thôi. Đấy, học tiếng Anh là thế đấy, học tiếng Anh là phải biết cụm nhiều, biết cụm và từ vựng nhiều, hai biết nhiều thì người thắng. Đó là sự thật các bạn, bởi vì ngữ pháp thì hầu như là nếu mà đã thi cố đề thì ngữ pháp biết thì ăn nhau là ăn được từ vựng, và ăn nhau là ăn được từ vựng cấu trúc nó đa dạng như thế nào thôi. Thì trong câu số 66 thì ta có cụm là ahead of nha, ahead of đấy, tức là trước cái gì đó, được chưa? Tôi hoàn thành bài tập về nhà, được chưa? 3 ngày trước cái deadline, được chưa? Thì ta có đáp án C. Chính xác nếu ở đây chúng ta ghi là ahead of time đi, thời gian nào đó, được chưa? Rồi câu số 7. you looked tired, don't hard all day. Câu số 7 chúng ta sẽ làm gì đấy? Chọn làm gì đấy? Hào nhớ chọn đáp án ahead of time nhé, Hào nhá. Chứ không có advance. Nó không đi theo cấu trúc advance. Được chưa? Câu số 7 chúng ta sẽ chọn gì đây? Các bạn chọn giúp anh. Các bạn đang xem hay comment giúp anh nhiệt tình cái đáp án đi nào. Mày nhìn rất là mệt. Mày làm việc suốt cả ngày ư, đúng không? Câu số 7 chúng ta chọn gì? Rồi ok, thì trong câu số 7 này hầu như các bạn làm đúng rồi đó. Câu số 7 chúng ta có đáp án là B. Have you been working hard all day? Đúng chưa? Bởi vì thật all day, suốt cả ngày ư. Đấy, tức là mình nó nhấn mạnh tới cái tính liên tục của thời gian, đúng chưa? Đấy. Rồi câu số 68. Câu sáng nào. Don't know that the company has shown rapid growth in the last 2 years. Cái này là years nha.
Câu số 8 ta sẽ chọn gì đây? Các bạn đang xem, nếu mà nó có bị gián đoạn một chút thì các bạn thông cảm nhé, bởi vì cái mạng nó có thể nó sẽ hơi bị chập chờn nha, các bạn thông cảm, bình tĩnh và thông cảm, đừng cay cú bập đập bàn phím là hỏng đấy. Câu số 8 ta có gì nhỉ? Câu số 8 đây nó là thuộc cái dạng gì nhỉ? Bị động nâng cao đúng không ạ? Bị động chỉ ý kiến báo cáo gì đấy, đúng chưa? Thì cái này thì hầu như các bạn cũng sẽ tiếp xúc, các bạn đều tiếp xúc rồi, thì anh cũng không không nói nhiều phần này nhé, bởi vì là nói nhiều là chủ yếu là cái phần 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 cụm ý thì nên nói nhiều, còn riêng cái ngữ pháp mà ngữ pháp về câu bị động cái thứ này thì chúng ta cũng nói chung là biết hết rồi mà đúng không? Thì ra đây là it is reported, chưa? Ok rồi. Chúng ta tiếp tục câu số 69 nào. Câu số 69 nào. Doing a lot of homework may lead you to pass the exam. Làm nhiều bài tập về nhà thì có thể là gì nhỉ? Khiến cho dễ hơn đúng không? Khiến mày dễ vượt qua kỳ thi hơn. Thì trong này các bạn phải áp dụng tới cái mình phải thêm được cái thằng chủ ngữ giả nhé, thấy chưa? Thằng chủ ngữ giả đấy ạ. Đấy, nếu mà nó có bị gián đoạn thì các bạn chú ý là thoát ra vào lại nhé, bởi vì anh cũng không muốn đâu, nhưng mà nó bị thế thì anh cũng không biết làm thế nào nha. Thì ta có cái cấu trúc như sau: make something adjective đúng không? For someone to do something. Đấy. Được chưa? Được chưa? Thì something này nó có thể là mượn chủ ngữ giả nhá. Mượn chủ ngữ giả thì chủ ngữ giả nó chính là it. Được chưa? Make it có một adjective for someone to do something. Bây giờ lắp ghép vào nhá. Ta có make rồi, make ở trên này đều có đúng không? Có thằng này không phải. Được chưa? Thì trong đó còn đáp án cái thằng này thì nó cũng cũng không sai đúng không? Tuy nhiên thì nó không hợp nghĩa. Được chưa? Không hợp nghĩa lắm. Thì còn cái thằng này cũng sai này, còn mỗi thằng này thì có mỗi thằng này là chính xác thôi. Make it easier for you to pass the exam. Được chưa? Vậy 69 ở đây đáp án là A. Nha, 69 đáp án A. 70 nào. Câu số 70. If you need any support, you can order me to back you up. Câu số 70 thì chúng ta sẽ chọn ra gì đây? Anh cho cụm trước nha, ta có back someone up nó bằng với support someone. Được chưa? Tức là ủng hộ hay là giúp đỡ ai đó nhá. Ủng hộ hay là giúp đỡ ai. Được chưa? Đấy, thì ta có believe, believe chỉ có believe in thôi chứ không có on nha. Believe in chứ không có on thôi, nhưng mà đáp án đây là on nha. Rely on tức là tin tưởng đúng không? Hoặc là dựa dẫm tin tưởng vào ai đó. Depend on nó bằng gì? Be up to someone. Phụ thuộc vào ai. Chưa? Put on thì nó tương đương với thằng where, mặc. Chưa? Vậy đáp án đây là gì? Nếu mày cần bất kỳ cái sự giúp đỡ nào thì mày có thể tin tưởng tao, mày có thể tin vào tao, bởi vì tao có thể giúp đỡ mày. Đúng chưa? Vậy đáp án có số 70 đây là đáp án B nha. Believe in nó nghĩa là tin tưởng vào, nhưng ở đây là believe on là này sai. Câu số 71.
anh rất là quan ngại về cái mạng hiện tại của anh, nên là các bạn bình tĩnh, giữ bình tĩnh nhé, đừng đừng thoát mộ, cố gắng xem nốt đi, chúng ta sắp kết thúc cái livestream này rồi, đi nốt đi. Now it is time the government adopt measures to reduce the current high employment rate. À ở đây ta cũng có cụm đó là take measure. Được chưa? Đấy. Tức là mình gì nhỉ? Mình thực hiện biện pháp. Được chưa? Đấy. Thực hiện biện pháp để làm gì đó. To do something nhé. Rồi thì chúng ta có dịch dịch là gì nhỉ? À anh cho luôn cái cấu trúc luôn. Ta có it is hoặc là hai. À không, it is time. Nó sẽ cộng với gì nhỉ? À, cộng với chủ ngữ, sau cộng với verb ed. Đúng chưa? Nó sẽ bằng với it is. Các bạn nào biết không? High time hoặc là gì? À, tôi ghi luôn nhé. High hoặc là about time, đúng không? About time. Xong cũng coi là cộng với chủ ngữ, xong với cộng với verb gì nha các bạn chủ nha. Đấy. Còn có một cấu trúc nữa là it is time, it's time for someone to do something. Đấy, nó có thể hai viết hai cách khác nhau được. Ok nhá. Vậy trong câu này ta áp dụng cấu trúc này thì mới đúng được, đúng không? Bởi vì là it is time này, xong rồi cộng với chủ ngữ này, đây chính là chủ ngữ này, được chưa? Đây chính là s này và đang thiếu verb, đúng không? Đấy, cộng verb id đây này, thì cái verb id này nó phải chia thì có mỗi thằng gì, thằng c, đúng không? Câu này thì dễ rồi. Câu 72, câu 72 hay đây, câu 72 rất là hay. Nếu bạn nào đang xem thì nếu mà chưa biết thì lần này sẽ biết. Có bài 2 nào? Có bài 2 người ta sẽ chọn gì đây? Có bài 2 nào? There are nowadays buys goods on the internet. Đấy, bây giờ nếu bạn nào chưa biết thì là phải nhìn vào cái sự tư duy của mình, xem nào mình có thể loại trừ được ra hay không. Thực ra câu này thì nếu mà loại trừ thì ngon rồi, là rất dễ, đúng không? Tuy nhiên là bây giờ mình phải dựa vào cái tư duy của mình, là giả sử mình vẫn chưa biết cái trường hợp ý, thì bây giờ mình tư duy như vậy xem là nó có hợp lý hay không, và mình có thể tự tìm ra đáp án cho dù là mình vẫn chưa biết cái trường hợp này hay không. Được chưa? Không biết là mạng rất là yếu và bây giờ thì anh chưa thể vẫn xem, là không biết có ai đang xem hay không chứ. Trong con này nè, con này người ta sẽ chọn gì đây? Câu số 72. 72 nào các bạn, comment 72 nào. Bây giờ anh mới thấy những comment này, anh tưởng là bị đứt rồi. Câu số 72 ta có đáp án. Nếu bạn tư duy thì bạn rõ ràng các bạn thấy đây nó là động từ và động từ nó đang có s đây, đúng không ạ? Đúng chưa? Thấy chưa? Thì bây giờ mà có s chắc chắn là số ít. Đúng chưa? Mà số ít thì thằng này loại này, thằng này loại này, thằng này cũng loại. Thì có mỗi thằng này thôi. Đấy. Thì nó có một cấu trúc này. Mà nếu bạn chưa biết nhá, nếu bạn chưa biết thì cố gắng ghi nhá. Many cộng với cộng với danh từ số ít, được chưa? Thì nó có nghĩa tương đương với danh many cộng với danh từ số nhiều, các bạn nhé, nó có nghĩa tương đương. Nó có nghĩa tương đương cộng verb số ít nhá. Đây cộng là verb số nhiều. Đấy, ghi này cho rõ. Đấy thì cái nghĩa nó tương đương nha. Nghĩa nó tương đương, tức là mình cũng có dịch là bây giờ thì nhiều hơn một người, nhiều hơn một người, có nhiều người, đúng không? Nhiều người bây giờ thì mua hàng trên internet,
Ok. Rồi câu số 73. Câu số 73 nè. All been told about her sex. Cái này mình phải có dấu phẩy. Mình chỉ ra được. All been told about her sex. Dot dot dot. Câu này là câu nối câu đây. Nha, nối câu. Thứ nhất là her boss felt sorry for Mary. Hai là Mary's face turned pale. Ba là gì nhỉ? Mary was shocked. Bốn là gì? Mary's reaction was normal. Câu số 73 chúng ta sẽ chọn là gì đấy? Bài ba chúng ta chọn là gì? À, nếu mà bài ba này cái on này các bạn nên dịch là gì? On này nó sẽ bằng nghĩa thằng when. Nha, tức là khi, được chưa? Khi khi bị bảo về cái việc là bị sa thải đúng không? Bị sa thải của cô ta thì như thế nào? À, thì trong câu này chúng ta thấy là nó đang ở trong cái trường hợp là gì nhỉ? Rút gọn câu đúng không ạ? Rút gọn câu cùng chủ ngữ nha. Các bạn chú ý giúp anh là trong hai câu đơn, trong hai câu đơn nếu nó cùng chủ ngữ thì chúng ta hoàn toàn có phép rút gọn câu. Được chưa? Rút gọn về dạng verb in nếu nó là chủ động. Rút về dạng verb phân từ hai nếu nó là gì? Bị động. Được chưa? Thì on ở đây nó chỉ là nó giống như một giới từ. Thì nó có thể cộng verb in đúng không? Đấy, cộng verb in nhưng mà nó bị động thì phải là gì? Bên cộng verb phân thứ hai thế thôi. Nhưng mà có trường hợp là nó có thể rút gọn về dạng rút gọn cái dạng chủ ngữ nó không cùng vị trí, tức là nó không đầu chủ ngữ, em hiểu không? Nhưng mà cái trường hợp này nó là trường hợp câu tuyệt đối và nó chỉ dành trong văn thơ thôi. Nó chỉ dành trong thơ ca nên nó sẽ không không cho thi cử nên anh cũng không nói về phần này. Được chưa? Thì bây giờ chúng ta xem nào. Chúng ta thấy là trong cái câu này rút gọn đồng chủ ngữ đúng không ạ? Thì chúng ta phải tìm cái vế này nó có một chủ ngữ mà nó sẽ phù hợp với trong cái vế này. Được chưa? Thì bây giờ có her boss. Đấy, nó có người. Người thì chắc chắn là được bảo, đúng không? Nhưng mà cái câu này nó không đúng bởi vì là mình dịch nghĩa là nó không phải, đúng chưa? Bởi vì là cái ông chủ bảo cô ta là cô ta bị sa thải. Nên là ông chủ không thể là cảm thấy được. Được chưa? Bởi vì đây là gì nhỉ? Ở đây là bị động mà chứ không phải ông chủ được bảo cả. Yeah. Câu C cũng sai bởi vì sao? Bởi vì ta có Mary's face. Đấy, tức là cái mặt của Mary. Đấy, thì trong ý câu đầu này nó không thể nói là mặt của Mary bị bảo được. Yeah. Tương tự câu D cũng vậy, reaction, sự phản ứng của Mary thì cũng như thế nha. Chỉ có đáp án B là chính xác thôi. Được chưa? Bởi vì là khi Mary được bảo về cái việc khi mà đi Mary được thông báo về cái việc là bị sa thải thì Mary rất là bị sốc, đúng chưa? Nó chính là rút gọn đồng chủ ngữ nha. Rồi câu số 74. They live on a busy street, there's a lot of noise and pollution from traffic. Họ sống ở trên một con phố rất là nhộn nhịp đúng không? Chắc chắn là có rất nhiều tiếng ồn cũng như là sự ô nhiễm giao thông, chắc chắn là có, được chưa? Thì chắc chắn là có thì chúng ta lại luôn đáp án A và đáp án thì B, được chưa? Thì còn đáp án C và đáp án D thì chúng ta theo cấu trúc chúng ta còn có học từ ngày ngày bé tí ngoài cấu trúc gì nhỉ? There cộng B thôi, được chưa? Đấy, chứ không có dạng là không không chúng ta không nói là there cộng have, ok nhé? Thì chúng ta có đáp án gì? D. They must be. Được chưa? Be đây đóng vai trò giống như một động từ này. Đấy. Còn they must have là sai. Nha. Rồi câu số 75. À, câu số 75 này thì nó lại giống câu trên rồi, đúng không? 75 các bạn chọn gì đây? It is essential that Alice does the tone of the meeting tomorrow. Thì trong này anh cũng có một cái cấu trúc là remind someone of something nha. Đấy, tức là nhắc nhở ai về cái gì. Đấy, còn remind someone to do something đúng không? Là gì? Nhắc ai làm gì? Đúng chưa? Thì trong câu số 75 thì rõ ràng đây là it
essential that, nó là thuộc về dạng bàn thể cách đúng không? Bàn thể cách chúng ta có verb là verb nguyên thể thôi. Ngon đoạn A. Rồi, câu số 76. There seems the miracle to us. Thứ nhất là he's recovered after so soon. Hai là he's being recovered so soon. Ba là that he recovered so soon. Tư là when he had recovered so soon. Thì trong câu số 76 chúng ta chọn là gì đấy ạ? Cái gì đó có vẻ như là một cái điều kỳ diệu, một điều thần kỳ thì chúng ta miracle. Thì trong câu số A đáp án sai đúng không ạ? He's recovered after so soon. Cái này sai, nó không phù hợp. Cái nghĩa cũng như là cái vị trí của từ này cũng không đúng. Cái thứ hai cũng vậy, C sai. Bởi vì sao? Bởi vì là cái việc được phục hồi đúng không? Cái việc được phục hồi của anh ta thì cũng sai đúng không? Thì câu này đáp án sai câu này nhá. Đoạn D cũng sai. Khi mà anh ta phục hồi quá sớm, được chưa? Thì có vẻ như là thực ra thì cái này nó cũng đúng về cấu trúc, tuy nhiên thì nó sai về cái nghĩa nha, nó không phù hợp về nghĩa. Đấy, thì chỉ còn đoạn B thôi. Đây là bàn tay cách. Cái việc mà anh ta phục hồi quá sớm thì có vẻ như là một điều thần kỳ đối với chúng ta. Trong câu số 76 chúng ta đang là B. Ok. Rồi câu số 77 nào. Remember to turn on the campfire before you leave. 77 chúng ta sẽ chọn gì đây? Hãy nhớ như nào đó lửa trại trước khi rời nhá. Thứ nhất là put off, put down, put out hay là put up. Các bạn nào làm đúng câu này không nào? Nào, câu số 77 các bạn nào làm đúng nào? Câu 77 đã. Câu 77 này thì anh cho luôn cụm nha. Bởi vì bây giờ cũng khá muộn rồi. Ta có put out, tức là dập tắt. Cho dập tắt. Đấy. Hãy nhớ dập tắt thì nhảy lửa trại trước khi rồi nha. Vậy đáp án đây là put out, đáp án C. Ok, câu số 78 nè. Câu số 78 ạ. Don't you visit him, give him my best wishes. Câu này thì nó là thuộc về cái hiện tượng đảo ngữ của điều kiện loại 1 đúng không ạ? Đảo ngữ điều kiện loại 1 thì chúng ta có cấu trúc là gì? Should cộng chủ ngữ cộng verb đúng không? Đấy, đảo ngữ điều kiện loại 1 đây. Được chưa? Thì bây giờ áp dụng thôi. Đúng không? Câu 78 đáp án là gì? Đáp án C. Right. Nếu mà mày có gặp anh ta thì hãy nhớ chuyển lời tốt, chuyển lời chúc tốt đẹp nhất của tao tới anh ta nhé. Câu số 79 nào, câu này khá dễ đúng không ạ? The house plans need done before noon. How? Cái câu ý mình nói là cái sự phục hồi của anh ta, chứ làm sao mình nói là sự bị phục hồi, sự được phục hồi được. Dịch thế chắc chắn là sai gì nữa. Câu 76 các bạn chú ý nhá. Câu 76 cái này nó đúng cấu trúc nhưng mà nó nghĩa nó sai. Chúng ta không nói là cái việc được phục hồi được. Thì thay vì thế thì mình tại sao mình không nói là his recovery cho nhanh. Đúng không? Sự phục hồi của anh ta quá, cái này thì cũng sai đúng không? Cái này vẫn sai. Đấy. Nhưng mà chúng ta không thể nói là being recovered. Cái việc được phục hồi của anh ấy thì nó sai. Ra về nghĩa nhá. Nguyễn Thu Minh put off nó là trì hoãn nhá. Câu số 79 ta chọn làm gì đấy? 79 thì dễ rồi đúng không? Need. Need cộng verb in nó mang nghĩa bị động. Được chưa? Cần được làm gì? Đấy, thì ta có đoạn A thôi. Đúng chưa? Thực vật, cây cối thì cần được gì? Tưới nước.
trước buổi chiều, đúng không? Rồi chúng ta làm nốt câu số 80 nữa. Buổi sau chúng ta sẽ chưa nốt những phần kia. Does you have watched which film impresses you most? Câu này phải dịch nghĩa làm được đây. Cái gì đó mà mày xem, những bộ phim mày xem đúng không? Khi cái bộ phim nào gây ấn tượng cho mày nhất? Câu 7 chỉ câu 80 nào, câu 80 nào. Câu 80 thì ta loại luôn between many films, giữa nhiều bộ phim này, với cả loại luôn of films all, cũng loại luôn nhé. Thì còn đàn B và đàn D thì đàn nào sẽ là đàn đúng đây? Câu 80 nào. Come on. Nguyễn Huy Hùng, bởi vì need cộng verb in nó đã mang nghĩa bị động rồi nhá, hiểu không? Need cộng verb in đã mang nghĩa bị động rồi, chứ không thể nói là need cộng being cộng verb phần thứ hai được, hiểu chưa? Chỉ cần need verb in là mang nghĩa bị động rồi. Đó. Thì câu số 80 thì đàn B hay đàn D là chính xác đây. Nào. Nếu mà chúng ta nói all of the films thì phải cộng verb luôn. Đấy nha, thì đây nó phải cộng verb luôn. Trong 80 ta có cấu trúc là gì nhỉ? Of, all cộng với danh từ số nhiều, trong số cái gì đó, được chưa? Đấy, trong số những bộ phim mà mày xem thì cái bộ phim nào gây ấn tượng nhất, được chưa? Thì trong câu số 80 đáp án là đi. Ok. Nha, 80 phải là đi nhá. Nếu mà all of the films thì nên cộng verb luôn. Bây giờ thì phải cộng verb luôn. Đấy. Chỉ có of all the films, of all cộng danh từ số nhiều là trong số những cái gì đó. Ở đây là trong số những bộ phim mà mày xem thì cái bộ phim nào gây ấn tượng nhất cho mày? Ok chưa? Rồi. Thì chúng ta đã giải quyết được xong 40 câu. Có biết các bạn nào có một cái thắc mắc gì không? 30 câu nhỉ? Thôi làm tiếp nhé. À, bạn làm tiếp là câu 81 đi nào. Làm tiếp đi ạ. Vẫn chưa hết đâu. Làm tiếp đi nào. I am the tired to think about that problem at the moment. Câu số 81 chúng ta sẽ chọn gì đây? Nào đây chúng ta có cấu trúc là be cộng với to cộng với adjective, được chưa? Cộng với adjective for someone, to do something, to do thôi chứ không có something nữa nha, cần chú ý giúp anh nha. Đấy, thì trong câu này các bạn sẽ chọn đáp án nào đây? À thì trong câu này chỉ có đáp án A và B bị loại rồi, còn đáp án C và D nữa. Đáp án C cũng bị loại luôn, bởi vì sao? Bởi vì cái này nó đang ở đây là đang so sánh hơn, đúng không? Mà trong cái này nó có so sánh hơn đâu, được chưa? Đấy, thì trong này cái mô D là phù hợp với cái cấu trúc này, cũng như là phù hợp với nghĩa nhất, đúng chưa? Tức là tôi quá là mệt, đúng không? Tôi quá là mệt để mà nghĩ về cái vấn đề của hiện tại, là D nhá. Nó thêm far để nhấn mạnh nha, các bạn chú ý là thêm far nó chỉ để nhấn mạnh thôi. Và có một điều nữa đó là gì nhỉ? Khi mà chúng ta sử dụng cái cấu trúc to adjective, đấy, thì cái nghĩa của nó là negative, cái nghĩa rất là tiêu cực,
Các bạn hiểu chưa? Nhá, two adjective thì nghĩa nó là tiêu cực, nó hầu như là mang nghĩa phủ định rồi, cho dù là hình thức của nó là ở khẳng định nhưng mà mang nghĩa phủ định nha, các bạn chú ý nha. Câu số 82 nè, mạng lại bắt đầu có vấn đề rồi đấy. Mạng với mèo. Tám hai nè, that he does sometimes interest me a lot. Cái này cũng là mệnh đề danh ngữ đây các bạn ạ. Thì không biết là bây giờ các bạn biết là mình đề danh ngữ nhưng mà các bạn phải dịch nghĩa mới làm được nha. Đấy, thì vừa nãy còn nói là gì? What thì dành cho việc gì đúng không? Việc gì hoặc là điều gì. Trong con này chúng ta phải xác định đây cái interest nó là động từ, nó là verb, hiểu chưa? Cái interest đây nó là verb, thì cái điều mà anh ta làm ấy thỉnh thoảng thì rất là gây thú vị ra, hiểu chưa? Đề án đây là gì ạ? Là C nha, điều mà anh ta làm. Ok chưa nào? Rồi, câu số 83. Câu 83 này thì nếu bạn nào mà xem đầy đủ livestream về phrasal verbs and idiom ấy, thì các bạn chắc chắn là mình sẽ biết đáp án. Bởi vì chúng ta gặp cái thành ngữ này rồi. She took a period of absence from work when she had the baby. Cô ta đã gì nhỉ? Nghỉ việc đúng không? Bỏ việc đúng không? Khi mà cô ta có em bé. Được chưa? Thì bây giờ cái thành ngữ bỏ việc ở đây là gì? Thành ngữ bỏ việc ở đây là gì? Thì không biết là các bạn có biết hay không? Thì trong câu số 83 này chúng ta có một cái thành ngữ là chúng ta học đấy. Take, được chưa? A leave of something, tức là từ bỏ, được chưa? Hoặc là vĩnh biệt cũng được, được chưa? Đó, take a leave of something, tức là mình từ bỏ vĩnh biệt, được chưa? Chính xác ra thì chúng ta không cần phải có a đâu nha, chúng ta có take a leave of something. Các bạn ghi lại đây là một cái thành ngữ nhé. Đó, chúng ta có đoạn C, take a leave. Được chưa? Rồi câu số 84 nè. The company has just got a big order and the workers are working around the dot. Câu này thì không biết là nó là một cũng là cụm đấy. Câu này cũng là cụm. Rồi rồi rồi, mạng. Mạng rất là kém. Cái đường truyền rất là kém. Please, làm ơn cho con chơi nốt cái livestream này. Nào câu số 84. Company cái công ty này thì vừa mới nhận được một cái đơn order rất là mùa gì nhỉ? Béo bở đúng không? Và công nhân thì phải làm việc gì? Làm việc gì đấy ạ? Câu số 84 nào. Around the. Các bạn có biết cái cụm này không ạ? Ta có cụm là around hoặc là round nha. The clock. Đấy, tức là nó sẽ bằng với all night and no. All day and all night. Tức là suốt ngày đêm. Ok chưa? Suốt ngày đêm. Nha. Vậy đáp án đây là đáp án D. Nha, chúng ta livestream nó 6 câu nữa để chúng ta kết thúc luôn. Bởi vì cái mạng này anh không thể trụ nổi. Nào câu số 65. It took me 10 years to earn enough money to travel around the country. Câu số 85 này thì ta có đáp án gì đây? Set out hoặc là set off nha, các bạn chú ý nhá. Đấy.
Send out hoặc là send off nó nghĩa là gì? Start a journey, khởi hành đấy. Được chưa? Put away từ là gì? Mình cất đi. Ta có put something away. Được chưa? Cất cái gì đi? Cất cái gì đi? Được chưa? Và save by à nhầm, put by. Put by thì nó sẽ bằng gì ạ? Save money. Được chưa? Tiết kiệm tiền. Đấy, còn save aside này không có nghĩa nhé. Đấy, chúng ta chỉ có put aside chứ không có save aside. Ok chưa? Thì trong câu số 85 thì chúng ta có nghĩa gì đây? Tôi mất tận 10 năm để gì nhỉ? Để tiết kiệm tiền, tiết kiệm đủ tiền để du lịch toàn đất nước, đúng không? Thì ta có đàn C. Rồi, câu số 86 nè. Câu số 86. Số 86 nào. There are the eldest of five children and Jane as a teacher. Dick never married. Ở đây có cái đáp án là born, sinh ra, đúng không? Được sinh ra là con cả trong số 5 người con, đúng chưa? Và được gọi là được training giống như một gì nhỉ? Một nhà giáo, đúng không? Thì Dick thì chẳng bao giờ cưới. Đúng chưa? Thì trong câu này nó là câu rút gọn đây, đúng không? Rút gọn thì nó mới được như thế này đấy. Đúng chưa? Thì ta có gì nhỉ? Dick nó là chủ ngữ đây. Thì rõ ràng đây nó cũng là phải đồng chủ ngữ nó biệt rút gọn. Và rút gọn đây nó born là được sinh ra. Thì được sinh ra nó giảm bớt phần thứ hai. Được chưa? Thì đó gì nhỉ? Ta có được sinh ra như là một người con cả. Đúng không? Ta có born as. À, thì sang nhất. Ok. Rồi câu 87 nào. The bus was so late reaching the station that I did not miss the train. Thứ nhất là almost, already, soon, mostly. Trong câu này thì các bạn chỉ có dịch nghĩa ra được thôi các bạn. Nhưng ở bên nghĩa 4 này thì chỉ có dịch ra. Almost nó bằng với nearly, hầu như, đúng không ạ? Already nó đã rồi này. Còn soon là sớm nhỉ. Còn mostly thì nó gì? Hầu hết nha, hầu hết. Vậy thì có đáp án đây là gì? Almost, nearly. Được chưa? Hầu như. Được chưa? Nó là một adverb. Đấy, câu 88 này là đảo ngữ này. Là có such. Vừa nãy anh còn nói là gì nhỉ? Such a an cộng với danh từ. Được chưa? Sau rồi cộng that. Thì trong này thì chúng ta sẽ chọn gì đây? Mà như anh đã nói là cái where ở đây nó không đếm được. Thì chúng ta lại luôn đáp án này nhá. Lại luôn đáp án này nhá. Đúng chưa? Lại luôn cả đáp án này nhá. Thì vừa nãy anh có nói là such be cộng danh từ, đúng không? Đấy, đây. Such be cộng danh từ. Đúng chưa? Thì bây giờ nó có such rồi. Đây có such đây. Mà nó có be. Thì cái câu này nó lại thiếu be mất rồi. Thì sai đúng không? Chỉ có đoạn D là chính xác nhất. Such was cold weather that we all felt numb. Ok chưa? Rồi câu số 89 nào. Câu này cũng có một cụm hay lắm. The telephone rang and interrupted my dun of thought. Câu số 89 chúng ta có chọn là gì đấy? Các bạn chọn giúp anh nè. Có ai biết được cụm này giơ tay. Raise your hand. Ai biết cụm này giơ tay nào? Ai biết cụm 60 câu 89 giơ tay nào? Ta có gì nhỉ? Tạm chí nhá, câu 89 chúng ta chỉ có cái cụm đó là dòng suy nghĩ. Và dòng suy nghĩ đây ta có chain of thought nhá. Chain of thought. Đấy. Được chưa? Tức là gì?
dòng suy nghĩ. Điện thoại reo lên và gì nhỉ, interrupted, tức là chen ngang cái dòng suy nghĩ, được chưa? Thì anh cũng cho cái cấu trúc luôn, cái này interrupted, interrupt, được chưa? Đấy, nó là chen ngang ý, thì ta có gì nhỉ, but in, các bạn chú ý nhá, but in hai chữ T nhá, và sẽ bằng với thực sự thì đây đây là anh đang hơi ngẫu hứng thì anh nghĩ là between, come between, được chưa? Đó, thì bạn nào mà dùng cuốn sách English Day nhiều đây thì nó các cụm này thì nói chung là ok rồi, biết rồi nha. Interrupt nó bằng với between, nó bằng với come between, tức là mình chen ngang ấy, chen ngang, được chưa? Rồi chúng ta làm nốt câu số 90 nào. Câu này liên quan đến động từ. The old children were very excited when the new baby dot dot. Thứ nhất là delivered, hai là gave birth, ba là arrive, tức là born. Thì chỗ này ta lại luôn có là D đúng không ạ? Bởi vì mức thứ hai nó không thể được nghiêng như này được. Nếu mà nói là was born hay là is born, was thì hơn, was born thì nó mới chính xác, được chưa? Và cũng ta có cụm đây là give birth to nhé, tức là sinh con, được chưa? Give birth to, sinh con. Đó. Thì đây chủ ngữ sinh con, mẹ sinh con chứ không thể là đứa con này sinh được nhá. Đấy thì câu 90 đáp án B và đáp án D lại này, con delivered hay là arrived. Thì trong này chúng ta có cái đáp án là đáp án C, bởi vì sao? Bởi vì arrived nó khi mà nói là sinh ra ấy, chính xác là arrived nó có nghĩa là đến, đúng không? Nó có nghĩa là đến. Nhưng mà khi mà mình nói về cái việc sinh sản ấy thì nó nghĩa là chào đời. Ok chưa? Arrive đây nghĩa là chào đời. Đó. Nó tương đương với thằng Bipon. Hiểu chưa? À, ok chưa? Nhá. Ok nhá. Thì không biết là có bạn nào còn có thắc mắc, bây giờ từ câu 91 trở đi chúng ta sẽ làm sau nhá. Bây giờ hôm nay chúng ta xử lý 40 câu này thôi.